Ủa chú, cái gì? Tiếng gì vậy chú? Tiếng phê chứ gì, biết rồi còn hỏi nữa. Chú giỡn hoài, con không có nói chú. Con nói là cái tiếng trong kia kìa. Thì đó là tiếng phê đó. Ê, nhưng mà tao chỉ mày nè, mai mốt người ta hỏi tiếng đó là tiếng gì, mày nói là tiếng máy bay lên thẳng cho nó sang ngang. Mày nghe vậy mày mất tập trung hả? Làm tiếp coi, tao đang phê mà. Nè, tí nó ra tao cho mày hỏi thoải mái luôn. Ây da, cái thằng quỷ nhẹ nhẹ thôi. Cái chỗ đó là vùng cấm địa, tao không có nhu cầu ăn xúc xích nướng đâu. Dạ dạ dạ, xin lỗi chú, xin lỗi chú. Nhẹ dạ, dạ, nhẹ thôi. Dạ, ly nước mía chị. Em đợi xíu nha. À, ôi da, trời ơi, trời, cái gì vậy thằng quỷ? Tao nói mày nhẹ nhẹ thôi mà. Dạ, dạ. Ủa mày mê con nhỏ đó hả? Mày mê con nhỏ đó sao mày không hỏi nó tại sao hồi nãy nó rên như vậy hả? Rồi mai mốt kêu nó dặn nhỏ cái volume lại để khỏi làm phiền hàng xóm, mày hiểu không? Nè cầm đi. Bực bội à. Massage kiểu này chắc đi về bó bột luôn quá. Về học lại đi mày. Ây da, trời ơi, chết tôi rồi. Cái con nhỏ quán cà phê tao thấy nó được, tao phải ngủ với nó mới. Con Linh kìa đây kìa. Ê, biểu mày, tiền của tao sao? Mày tính giật tiền của tao hả? Anh thông cảm, em chưa có tiền nữa. Mày nói chuyện mà tao nghe khó vô cái lỗ tai của tao quá. Tiền của tao đâu phải là tiền từ thiện, đâu phải tiền chùa, đâu phải tiền biếu đâu. Mà mày muốn trả thì trả, muốn không không. Thí dụ bây giờ tao muốn lấy cái lỗ tai của mày thì mày tính sao? Để tao coi cái lỗ tai của mày nó cứng tới cỡ nào. Đại ca, lên. Mẹ mày, mày nhớ mặt tao nghe. Đi tụi bay. Anh hai nhìn cũng ngon. Ê, ăn mì xong rồi húp nước đi. Đúng rồi, đưa cái miệng xuống húp, cúi xuống húp. Đúng rồi, cúi xuống nữa, xuống nữa. Cầm luôn rồi. Chắc bù đối lắm hả ta? Ủa, tên gì? Nhà ở đâu? Linh, không có nhà. Ồ, cả tin. Rồi tính đây đêm nay ở đây luôn hả? Ồ. Vậy tối tối nay nè anh hai, tới sáng.
Bậy. Ảnh bao giờ mà làm mấy cái chuyện này. Anh để cái này lại cho mình. À, cho mình. Ừ. Cho mình mày á. Không vui rồi. Tại sao cô không về nhà? Tôi mà về nhà, tụi nó không tha cho tôi đâu. Tối nay tôi trả ơn cho anh. Tôi không có nhu cầu. Tao cũng không có nhu cầu. Ăn xong rồi đi ngủ đi. Mai cô đi về nhà của cô. Thôi đừng có nhúng nhúng, người ta hiểu lầm mày. Đó đúng rồi. Đạo quá, tàu khoai. Ủa, chú. Về. Máy bay lên thẳng nữa hả chú? Cái trời. Trời ơi, bởi mày còn non và xanh lắm con à. Kiểu này là trâu cài không biết mệt mỏi. Mà thôi, nói nhiều quá, làm cho tao đi. Dạ. Ê thằng kia, chưa thấy chơi gái bao giờ hả mày? Dạ. À, trời ơi, chết cái chân tao rồi. Gãy chân rồi. Mày nhẹ giùm tao mới được không? Dạ. Xin lỗi chú. Dạ. Gãy chân rồi. Dạ. Em dịu thôi. Dạ. Tiền em nè. Em dịu thôi. Nhẹ thôi. Dạ. Xin lỗi chú. Tạm chú. Mềm mỏng. Dạ. Mềm biết rồi chú. Mềm mỏng. Dạ. Em dịu. Chết tao rồi. Biết rồi. Tao lại mày mềm mỏng giùm tao. Dạ biết rồi, cô biết rồi. Anh ơi, anh cứu tôi đi. Cái gì vậy? Anh cứu tôi đi. Tôi không có liên quan vụ này nha. Trời đất ơi, thằng quỷ. Gặp mày là xui à. Ê, cái thằng kia. Cái con điếm này đã thiếu tiền của tao. Mày sang vô làm gì? Gì? Mày đứng mày nói chuyện chứ sao mà nhấp. Mày nhấp tao sợ á. Cậu thiếu mấy anh bao nhiêu? Đâu có nhiêu tiền đâu. Có 20 triệu. Sao? Giờ mày tính sao? Được rồi. Ngày mai tôi sẽ trả cho mấy anh. Hả? Mày mới nói cái gì? Mày trả tiền cho con điếm này hả? Hay quá. Tao thật tượng mày quá. Ông muốn cái được không? Mày làm gì đến tao? Mày làm gì đến tao? Sao? Mày nói mày nhớ giữ lời. Tao tin mày đó. Mấy anh yên tâm. Ngày mai tôi sẽ trả tiền cho mấy anh. Tao tin mày đó. Ê, con điếm kia. Mày hên đó. Hôm nay gặp siêu anh hùng. Hay lắm. Ngày mai mà hai đứa bay không có tiền trả tao, tao giết hai đứa bay luôn đó. Đi tụi bay. Anh không muốn biết tại sao tôi làm chuyện đó hả? Là vì tiền đó. Giờ cho anh đang thương hại tôi lắm chứ gì. Tại vì mẹ tôi bị bệnh nên tôi mới cần tiền chữa trị cho mẹ tôi. Tôi không có muốn làm chuyện này, anh hiểu không? Tôi không có muốn, anh có hiểu không?
Tôi không muốn. Tôi không có muốn. Anh có hiểu không? Lấy tiền lo cho mẹ rồi trả nợ đi. Đừng có đi làm nữa. Mày nói chuyện vui ghê. Tụi mình đi về. Ồ, sao vậy? Mình phải để không gian riêng cho anh chị, hiểu không? Bây giờ nè, tao với mày đi ra chỗ khác. Chỗ nào? Tao không có nhu cầu. Ê, đứng lại mày. Tụi thằng Tịnh gồm nó dí nó quýnh tụi em. Tới luôn rồi. Vô nhanh nhon nhảy nhảy. Tịnh Rơm. Nhà không phải Tịnh Rơm. Nè Tịnh Rơm. Tao không phải Tịnh Rơm. Tao là Tịnh Rơm nè. Mày muốn gì? Sao mày đánh em của tao? Tao chưa đập vô mặt mày là mai rồi đó. Mày biết khu này là của ai không? Là của tao. Mày tính vô đây giành khách đám bốc của tao hả? Thì ra là anh em làm cùng nghề. Nhường nhau một chút đi. Tất cả vì chén cơm thôi mà. Tao hứa với mày, tao chỉ làm ở khu của tao thôi, sẽ không lấn qua bên mày đâu. Ai cũng khổ hết. Anh em mình đồng cảnh ngộ, cho nhau một con đường sống đi. Sống cái con mẹ mày. Khu này đang làm ăn ngon, tụi bay giành hết khách rồi, tụi tao còn gì để sống? Khôn hồn á thì biến khỏi đây đi, nếu không là đổ máu đó. Má. Hai. Mất dạy. Sao mày chửi má anh hai? Ê, tao nói là má anh hai. Tụi nó mất dạy thiệt. Anh hai tao nãy giờ nói nhỏ xíu. Nhỏ nhẹ vậy mà mày không nghe. Chắc là tụi bay muốn đi gặp bác tao phải không? Mày điên hả? Mày quýnh nó gặp bác sĩ là đúng rồi. Gặp bác mày ăn chi? Thì bác tao làm bà là bác sĩ. Tụi bay diễn hài vui quá. tụi nó sợ đó anh hai. Sợ con mẹ mày. Sao? Giờ mày muốn sao? Nếu như mày bệnh thì chơi tay đôi với tao. Sao tụi bay? Hai đứa bay lùi lại đi. Nhảy nhung nhảy. Không hay lắm đâu. Có gì đâu hay. Có gì đâu mà hay. Cố lên. Anh em làm cùng nghề với nhau,
Có gì đừng bập lẫn nhau. Đi đi. Đi. Cứu sao đâu. Hai đứa. Dạ. Lo cho chị hai. Dạ. Dạ. Chuyện gì vậy anh qua đây? Tao nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao. Tụi mày mà muốn sống ở đây khốn hồn thì phải chung cho tao. Hả? Mày ăn hết 8 phần rồi, còn 2 phần anh em tụi tao sao sống được? Tao không phải là bảo mẫu của mày. Anh qua đây à, anh em tụi tôi á làm đâu có bao nhiêu đâu. Anh lấy vậy thì anh em tụi tôi còn gì sống nữa. Đó là chuyện của mày. Tụi mày có nộp hay không thì nói. Không nộp thì sao? Mày. Lên. Xin lỗi mà chuyện hôm trước. Không có gì đâu, anh em về lo vết thương đi. Thì ra mày cũng là một tay anh chị ngày xưa. Sau này ta sẽ theo mày. Tụi bay kêu đại ca đi. Đại ca. Anh Cường, anh nhìn kìa, anh có thấy tòa nhà kia không? Em nghĩ mình được ở trên đó chắc là thích lắm ha. Có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Ước mơ của em đơn giản lắm, anh có biết là gì không? Là gì? Em ước mơ mình có một gia đình trọn vẹn, có mẹ, có anh và con. Rồi tụi mình sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau vui chơi, tối đến sẽ cùng nhau ngắm thành phố về đêm. Anh sẽ thực hiện ước mơ đó cho em.
sợ lắm anh biết không? Em sợ chúng mình sẽ chia xa. Em chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản. Em không muốn làm đại ca gì đâu. Em yên tâm, anh sẽ không làm cho em lo lắng đâu. Anh chỉ bảo vệ cho em và mấy đứa em của anh thôi. Anh hứa với em, mình sẽ sống như những gì em mơ ước. Con tên là Phương Linh. Con xin thề sẽ yêu anh Cường mãi mãi. Dù cho có chết, con cũng chỉ yêu mình anh Cường mà thôi. Em kêu xì lầu với Bella đi mua đồ ăn sáng cho anh rồi đó. Giờ em đi chợ nha. Ủa, chị hai đi đâu vậy? Đi chợ. Dạ dạ, chị đi đi luôn rồi. Mày định nói là chị đi vui vẻ chứ gì? Ờ. Trời, mệt quá. Anh hai. Anh có biết bữa nay là ngày gì không? Ngày rằm. Sam si đú si quách hả? Bữa nay là cái ngày sinh nhật chị hai á. Sao mày biết? Thì hôm bữa chị hai nhờ tao làm giùm cái hồ bơi hồ sơ sinh việc á. Hả? Gì vậy? Chờ tính sao nay mày giỡn mặt với tao hả? Sao mày nhãi tao? Liều hả mày? Mệt hả thằng mày quá. Đi vô trong đi. Dạ. À thôi em đem đồ ăn vô chổng nha. Hồi nữa anh hai tranh thủ vô ăn để nó nguội. Em mua có hai phần à. Ê, cái thằng mất dạy. Mất dạy gì mày? Mày kêu anh hai vô ăn mà mày mua có hai phần cho tao. Tao với mày à? Tao ăn rồi. À lát vô ăn nha anh hai. Bê Lách. Dạ. Thằng nào thay đồ vậy? Dạ anh xì lâu. Dạ em anh hai. Mày thuê cho ba của mày mặc hả? Là sao? Size của tao là XL. Em thuê đúng size của anh hai mà. Mày nói sao? Tao nói là cho anh thuê ba bộ đồ. Size XXXL. It is L. Hi. Lòng người sao bạc bẽo. Anh hai, ngồi đây anh hai. Cái thằng này. Rồi. Dạ, chào ba ông chủ. Hello chị hai. Hai, chị hai. Thấy mấy anh em tụi em đẹp trai không? Đâu, này là em mưa. Sao bữa nay mấy anh em không đi làm mà qua đây chơi vậy? Sang quá à. Chị hai lo gì? Hôm nay có anh hai lo. Đúng rồi mày. Thì lâu em cũng phải để cho anh đi chơi một bữa chứ. Chứ không lẽ để cho anh đấm bóp hoài sao? Anh hai. Trời ơi, làm cái gì vậy? Thôi cứu. Ở đây cấm hút thuốc. Trời ơi, còn kéo còn ngao nữa kìa. Vô. 2, 3. Vô. Chị hai. Nó kìa muốn hết đó. Ít thôi. Sao mày không chịu nói sớm? Hào lắm luôn. Thôi, rồi. Dạ. 2, 3, vô. Vô đi anh hai. 2, 3, vô. Tu si. Anh hai tu si. Uống đi. Nữa đi. Nữa đi. Vô.
Tụi em đi to đấy. Để em chút xíu nha. Lại lên nha. Anh ngồi đây chơi nha, em đi phục vụ. Và sau đây, quý vị có ai muốn góp vui một bài không ạ? Dạ em. Em. Mời anh. Để em. Em không để mất quá nhiều thời gian của cả nhà. Dạ. Em xin vô tặng vấn đề. Em sẽ tặng cho cả nhà một bài ly khúc. Dạ mọi người bình tĩnh. Thật ra nghe ly khúc vậy thôi chứ nó chỉ có 5 tiếng thôi. Cái gì vậy mấy? Mình hát 5 tiếng mà nghe cho nổi. Thì tại lâu mới được lên hát nên tính hát cho thiệt là lâu. dạ giỡn. Ba nhạc ơi, ba nhạc đánh theo em. Cả lắm rồi hát. Dạ thật sự thì thằng bạn em nó giỡn vậy thôi. Nhưng mà người lên đây thể hiện bài hát tiếp theo đó chính là anh Cường, là anh trai của tụi em. Anh hai lên đây. Anh hai lên đây đi anh hai. Tôi tên là Cường. Tôi 30 tuổi. Tôi quê ở anh mình, có hát không sao nói nhiều vậy. Phải ra phường. Dạ anh bỏ bình bông xuống anh. Dạ thì nói nào ngay, hôm nay là sinh nhật của người yêu của tôi. Dạ. Tôi Cường hát tặng người yêu một ca khúc với lời nhắn nhủ. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi. Ban nhạc theo em nha, ban nhạc. Dạ, cảm ơn. Một con vịt đã hay cay cay, to kêu làm cặp 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 Em gái, nhịn gì mà chết trơn vậy? Uống dành ly nha. Uống dành ly cho tiền. Anh nói uống dành ly cho tiền. Cãi đi, cãi gì? Uống dành ly nha. Ha. Tôi bay làm là cái gì chị hai tao? Tụi bay là ai vậy? Ca sĩ. Nãy nghe hát không? Ca sĩ hả? Ừ. Xen vào chuyện của tao chi vậy? Muốn ăn đấm hả? Ăn ấy da. Sao? Giờ muốn ăn gì? Ăn con mẹ mày. Mẹ mày hả? Cái thằng này. Anh mày hả? Mày. Anh tha em lỡ dạy lần đầu. Mày nhớ mặt tao đó. Biết. Còn bóng cái gì nữa? Biến đi. Tao nhớ mặt mày rồi đó. Anh có sao không vậy? Em có sao không? Em không sao, anh có sao không? Anh không sao. Còn mày có sao không? Tao họ không sao. Đại ca, thằng chó này nó quánh em này đại ca. Nhiều đây mày sống đi đại ca. Ấy cha, lại là mày. Lần trước là mày may mắn, còn lần này. Chị hai Thank you.
đã chết, chết trong lòng một ít. Anh đã chết, chết bởi tình yêu em. Em nằm đó cho anh ôm khói sầu, sầu ngàn đời, sầu thiên thu mãi mãi. Lòng vụn vỡ khi xa đi vô lá xa cánh, tình dường khôi mong manh. Hẹn thế xưa tựa gió thoáng qua manh, trong sâu lắng chỉ còn anh với mình. Em có còn không người ơi, có còn không người hỡi, còn yêu anh, còn thương anh mãi mãi. Em có còn không kề vai anh lúc này, con tên là Phương Linh, con xin thề sẽ yêu anh Cường mãi mãi, dù cho có chết mà thôi. Anh vẫn đợi em, vẫn đợi em. Mùa thu đợi em, hoàng hôn tim ngắt. Anh vẫn đợi em trong chiều đông xa lạnh. Đợi em về trong hơi ấm. Em ước mơ mình có một gia đình trọn vẹn. Anh sẽ thực hiện ước mơ đó cho em. Tụi bay có mặt đầy đủ hết chưa? Đứng đó đợi tao đi. Xong chưa? Xong rồi. Đi anh hai. Vai anh lúc này.
hẹn thề chẳng sao kết đôi bờ thương lên, nhớ lên. Trong hơi ấm anh vẫn đợi em. Mấy đứa đi về đi. Dạ. Đời em trong chiều đông giá lạnh, đời em